Chào mừng các bạn đến với channel Thực phẩm và sức khỏe con người. Bưởi là một loại trái cây không chỉ ngon miệng mà còn mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy cụ thể lợi ích từ quả bưởi là như thế nào? Một ly bưởi nước ép nguyên chất sẽ giúp tăng cường tối ưu hàm lượng vitamin C mà cơ thể hấp thụ. Hàm lượng vitamin C dồi dào, bưởi còn giàu các dưỡng chất khác như là kali, lycopene. Bưởi chứa nhiều canxi, đường và phốt pho. Đây là những cái dưỡng chất cực kỳ là có lợi cho sức khỏe. Và sau đây, kênh xin chia sẻ những cái lợi ích từ trái bưởi rất đáng để bạn bổ sung vào thực đơn mỗi ngày. Bưởi chứa ít calo nhưng hàm lượng dinh dưỡng lại cao đến đáng kinh ngạc. Một loại trái cây bổ dưỡng mà bạn có thể thêm nó vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bưởi không chỉ nổi tiếng vì cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cao mà nó còn chứa ít calo. Trên thực tế thì bưởi chính là một trong những cái loại trái cây chứa hàm lượng calo thấp nhất. Bưởi cung cấp một cái lượng chất xơ khá là cao cùng hơn 15 loại vitamin và khoáng chất cực kỳ tốt cho sức khỏe. Bưởi tốt cho hệ tim mạch. Ăn bưởi thường xuyên thì giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Nó được đánh giá cao vì giàu lượng vitamin C cùng tính chất chống oxy hóa, được biết đến có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự gây hại của vi khuẩn và virus. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy vitamin C giúp ích trong việc thúc đẩy thời gian phục hồi khi người bệnh mắc chứng cảm lạnh thông thường. Không chỉ thế, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy các loại vitamin và khoáng chất khác chứa trong bưởi rất tốt cho hệ miễn dịch. Các dưỡng chất này bao gồm vitamin A được chứng minh có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm sưng và một số loại bệnh truyền nhiễm. Công dụng của bưởi cũng giúp cung cấp một lượng nhỏ vitamin B, kẽm, đồng và sắt. Sự kết hợp của các dưỡng chất này mang lại hiệu quả, giúp cơ thể tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Chúng cũng giúp duy trì bảo vệ làn da do khả năng hoạt động như một rào cản bảo vệ da khỏi bị nhiễm trùng. Tiếp theo là bưởi ngăn chặn cảm giác thèm ăn. Ăn bưởi thì nó có tác dụng gì? Quả bưởi thì nó có khả năng giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn các bạn. Người ta cho rằng cái mùi thơm của bưởi sẽ làm giảm cái cảm giác đói bụng. Điều này cũng giải thích nguyên nhân tại sao mà những người ăn kiêng ấy thì thường thêm cái bưởi vào thực đơn giảm cân của họ. Không chỉ là một cái loại trái chứa nhiều múi thịt, bưởi còn giúp kích thích sản sinh hormone, một cái loại hormone có khả năng điều hòa các chất dịch tiêu hóa và hoạt động như một cơn ức chế cơn đói. Nhờ đó mà cái hàm lượng lớn chất xơ chứa trong cái loại trái cây này cũng có thể giúp làm thỏa mãn cơn đói. Đồng thời, nó còn mang lại cái cảm giác no bụng, giúp tránh tình trạng ăn quá nhiều. Và kế tiếp là nó hỗ trợ điều trị bệnh cảm cúm các bạn. Quả bưởi là một phương thuốc hữu hiệu giúp điều trị cảm cúm do khả năng là giúp làm giảm tính axit trong hệ thống. Các đặc tính gây chua có tên là naringin trong bưởi thì nó giúp tăng cường hệ thống và đẩy mạnh quá trình tiêu hóa. Naringin cũng được coi là một pha flavonoid, nguồn chất chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ trong chế độ ăn uống hàng ngày. Cái flavonoid thì còn có tính kháng virus, kháng nấm men, kháng khuẩn, chống ung thư và chống viêm. Chính những điều này đã khiến bưởi trở thành một trong những thực phẩm hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị bệnh cảm cúm. Tác dụng kế tiếp là nó hỗ trợ chữa bệnh sốt rét. Bưởi hay là cái nước bưởi thì nó đều giàu cái quinine tự nhiên, một cái chất có lợi trong việc điều trị cái bệnh sốt rét. Thì cái chất này thuộc nhóm chất kiềm và đã được sử dụng từ lâu để điều trị các bệnh như là sốt rét, lupanpen đỏ hệ thống, viêm khớp và trứng chuột rút chân vào ban đêm. Cái chất này không phải là một thành phần dễ tìm thấy trong nhiều các loại thực phẩm khác. Do đó, bưởi trở thành một cái loại trái cây bổ dưỡng hiếm hoi chứa cái chất đó. Bạn có thể dễ dàng tinh chiết được chiết xuất cái chất này từ quả bưởi bằng cách là đun sôi 1/4 cái trái bưởi và xay thành bột.
Tiếp theo là trái bưởi sẽ điều trị bệnh sốt. Bột hay là nước ép của cái trái bưởi nó có tác dụng giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng sau cơn sốt, đồng thời nó giúp làm dịu cảm giác nóng rát thường gặp khi cơ thể đạt đến nhiệt độ cao. Bưởi được cho là một liều thuốc hữu hiệu trong việc tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các cơn cảm lạnh cũng như các bệnh thông thường khác. Cái nước ép bưởi khi hòa tan cùng với nước thì nó có thể làm dịu cơn khát nhanh chóng và giúp cơ thể giữ nước một cách lâu hơn. Hầu hết những cái lợi ích này đều do hàm lượng vitamin C trong bưởi mang lại. Vitamin C thì nó hoạt động như một hệ thống bảo vệ hệ miễn dịch nói chung, đồng thời giúp cơ thể chống lại cơn sốt. Cái tác dụng kế tiếp là giảm tình trạng mệt mỏi. Bưởi điều trị mệt mỏi khá là hiệu quả, nhờ đó giúp bạn xua đi những cái cơn mệt mỏi trong công việc thường ngày. Khi mà chúng ta uống nước bưởi cùng với nước chanh theo tỷ lệ là 5 năm thì nó có thể là một biện pháp không chỉ mang lại cái sự ngon miệng mà nó còn giúp cho cơ thể của chúng ta tươi tỉnh, khỏe khoắn hơn. Cái thức uống này giúp thúc đẩy cái mức năng lượng trong cơ thể tăng vọt nhanh chóng. Nó có chứa một cái hợp chất cực kỳ hiếm và quan trọng trong bưởi, có lẽ đây là một cái thành phần giá trị nhất trong cái ngành chiết xuất hương thơm. Ngoài ra cái chất này nó giúp cải thiện chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thông qua việc kích hoạt AMPK. Cái điều này thì giúp nâng cao cái sức chịu đựng và mức năng lượng, giúp giảm cân cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Kế tiếp là chữa chứng khó tiêu. Bưởi là một cái loại thực phẩm giúp ích trong việc giải quyết các vấn đề khó tiêu. Nó có tính nhẹ bụng hơn rất nhiều so với các loại thực phẩm khác. Do đó nó có tác dụng trị chứng khó tiêu ngay lập tức bằng cách làm dịu cơn nóng và kích ứng xuất hiện trong dạ dày. Bưởi cũng giúp cải thiện sự lưu thông của các loại dịch chất tiêu hóa, giúp làm dịu bài tiết của đường ruột, đồng thời điều chỉnh hệ bài tiết thì luôn hoạt động tốt hơn. Những cái lợi ích này là do sự tồn tại của hàm lượng chất xơ và bột thực vật chứa trong bưởi nó mang lại. Chúng giúp làm tăng khả năng tích tụ trong đường ruột và điều chỉnh chu kỳ bài tiết của bạn. Ngoài ra thì vì những lý do tương tự kể trên thì chiết xuất bưởi cũng thường được chọn sử dụng trong y học hiện đại. Bưởi thì không chỉ thơm ngon mà nó còn cung cấp cho cơ thể các loại dưỡng chất đáng là kinh ngạc. Hãy thêm bưởi vào chế độ ăn uống hàng ngày để đạt được các lợi ích về sức khỏe lớn hơn. Và sau đây thì kênh xin chia sẻ thêm những cái lưu ý khi ăn bưởi mà các bạn cần phải tránh. Thì khi ăn bưởi khi đói á, bưởi là một cái loại trái cây có tác dụng giảm cân khá là hiệu quả. Chính vì thế mà nhiều người sẽ chọn bưởi làm điểm tâm cho mỗi bữa sáng hoặc ăn bất cứ khi nào đói để hạn chế những cái đồ ăn gây béo. Tuy nhiên trong bưởi thì nó có một cái chất axit citric rất là cao, khoảng 14-15%. Cái chất này thì có thể sẽ làm tổn hại cho dạ dày, cho nên là bạn chỉ nên ăn bưởi sau mà bữa cơm để các hoạt động tiêu hóa được dễ dàng hơn, đồng thời cũng cải thiện tình trạng mà cholesterol cao của cơ thể. Thứ hai là ăn bưởi khi mà đang bị đau bụng. Theo đông y thì bưởi nó có tính lạnh các bạn, nếu ăn vào mà khi bị tiêu chảy hay đường tiêu hóa kém thì nó sẽ khiến cái bệnh này càng trầm trọng hơn. Những người mà bị nhiệt hay là dùng bưởi để hạ nhiệt, nếu dùng quá mức thì cũng gây lên cái tác dụng phụ là đau bụng đó. Thứ ba là ăn bưởi mà sau khi uống rượu hay là hút thuốc. Theo các chuyên gia thì việc uống rượu hay hút thuốc lá thì cần khoảng thời gian là 48 tiếng đồng hồ thì mới nên ăn bưởi hay uống nước bưởi. Lý do là cái hàm lượng có trong cái chất bưởi nó sẽ tăng cường sự chuyển hóa của men ruột. Điều này sẽ làm tăng những cái độc tính của thuốc lá và rượu. Các chất độc được hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn bình thường, đặc biệt là cái nicotine hay là cái ethanol. Tiếp theo là cái người mà bị suy thận nha các bạn. Những người mà bệnh nhân suy thận, nếu mà không kiểm soát cái lượng kali ăn vào thì nó sẽ dễ xảy ra cái hiện tượng là kali máu tăng cao. Bệnh nhân có thể là tử vong do loạn nhịp tim. Mà bưởi là loại trái cây giàu kali, do đó người bệnh mắc bệnh thận thì không nên ăn. Tiếp theo là những người mà vừa uống thuốc thì vừa ăn bưởi. Những cái người mà có cái lượng mỡ trong máu cao, nếu dùng một cốc nước ép bưởi để uống một viên thuốc giảm béo thì có thể là dẫn đến hiện tượng đau cơ, thậm chí là dẫn đến bệnh về thận.
Hay một số bệnh nhân trong thời kỳ sử dụng thuốc chống dị ứng nhất định, nếu ăn bưởi hoặc là uống nước ép bưởi nhẹ thì có thể gây ra đau đầu, tim đập mạnh, loạn nhịp tim, nghiêm trọng thì có thể dẫn đến tử vong. Vì thế mà các chuyên gia sức khỏe khuyên chúng ta rằng bệnh nhân đang sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc dành cho người già, thì tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng bưởi hay là uống nước ép từ bưởi nha. Tiếp theo là chúng ta không nên ăn bưởi cùng với cà rốt hay là dưa chuột. Cà rốt hay là dưa leo đó các bạn, thì không ăn được cùng bưởi. Nếu ăn cùng thì nó sẽ làm mất giá trị dinh dưỡng của vitamin C có ở trong bưởi. Không ăn bưởi cùng với gan heo hay gan lợn đó. Gan heo không được ăn cùng bưởi. Trong gan heo thì có chứa đồng, chứa sắt, chứa kẽm. Nếu như kết hợp với vitamin C có trong bưởi sẽ làm tăng tốc độ oxy hóa kim loại và nó sẽ làm mất giá trị dinh dưỡng vốn có của những loại thực phẩm này khi kết hợp lại. Tiếp theo là các chuyên gia khuyến cáo là không ăn bưởi cùng với cua. Nếu mà ăn bưởi cùng với cua thì dạ dày nó sẽ bị kích thích, nó sẽ tạo ra cái việc mà đau bụng hay là nôn mửa. Bưởi thích hợp ăn cùng thịt gà, nó có tác dụng ôn trung, ích khí, bổ phổi, tiêu đờm, ngừng ho. Còn ăn cùng dạ dày heo thì nó tốt cho tỳ vị, tốt cho người đau dạ dày, viêm loét miệng, nhiều đờm, chán ăn hay là suy nhược do dư hàn.